tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào và hoan nghênh quý vị và các bạn đến với bản tin Canada và Thế giới sáng ngày 5 tháng 8 hôm nay. Trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Trong bản tin hôm nay, Canada có 3 thành phố nằm trong số những nơi tốt nhất để sinh sống trên thế giới và Toronto là một trong những thành phố đó. Trái đất đang quay nhanh hơn bình thường và chúng ta vừa có ngày ngắn nhất trong lịch sử gần đây. Các phòng cấp cứu tại Edmonton yêu cầu bệnh viện nhận thêm bệnh nhân nhập viện để giảm bớt áp lực cho phòng cấp cứu Nhân viên chăm sóc sức khỏe ở Alberta phẫn nộ vì giám đốc y tế được thưởng khoản tiền khổng lồ dù cắt giảm chi tiêu cho ngành. Các vụ án mạng trong 24 giờ kết thúc khi cảnh sát Montreal bắn chết nghi phạm. Doanh số bán nhà đã giảm 47% trong tháng 7, giá cho thuê vẫn tiếp tục tăng. Cảnh sát tung ảnh thiếu niên bị truy nã trong bốn vụ tấn công tình dục. Trung Quốc bắn tên lửa đầu tiên vào Đài Loan khi Bắc Kinh trả đũa chuyến thăm của bà Pelosi. Mỹ tuyên bố đợt bùng phát bệnh đồng mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, chuyên gia cho rằng chính phủ đã phản ứng quá chậm trễ. Đài Loan hủy chuyến bay khi Trung Quốc tổ chức tập trận quân sự bắn đạn thật và hơn 150 chuyến bay của Việt Nam phải bay vòng. Ngân hàng Anh quốc cảnh báo suy thoái ở nước này trong năm 2022. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong phần tin chi tiết. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Mở đầu với phần tin Canada cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Canada có 3 thành phố trong danh sách những nơi tốt nhất để sinh sống trên thế giới. Gần đây, bản xếp hạng chất lượng sống toàn cầu năm 2022 đã được công bố và Canada đã vinh hạnh có đến 3 thành phố lọt vào danh sách 10 vị trí hàng đầu của bản xếp hạng và trở thành quốc gia duy nhất có 3 thành phố nằm trong số những nơi được nhiều người ao ước đến sinh sống nhất. Ba thành phố lọt vào danh sách này là thành phố Calgary, Vancouver và Toronto. Thành phố của Canada được xếp hạng ở vị trí cao nhất là thành phố Calgary, đồng hạng với Zurich của Thụy Sĩ, đó là một bước tiến lớn đối với Calgary khi mà cách đây một năm thành phố này đứng ở vị trí thứ 18. Trong khi đó thì thành phố Vancouver được xếp ở vị trí thứ 5 và thành phố Toronto đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Nhìn chung thì những kết quả này là một bước nhảy vọt với năm 2021, thời điểm mà Canada không có thành phố nào lọt vào danh sách của chất lượng sống toàn cầu. Chất lượng sống toàn cầu là một đánh giá hàng năm xếp hạng 172 thành phố toàn cầu về chất lượng sống của đô thị dựa trên các đánh giá về sự ổn định, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Và rõ ràng là ba thành phố của Canada lọt vào bảng xếp hạng này là đáp ứng tất cả các tiêu chí nói trên. Trái đất đang quay nhanh hơn bình thường và chúng ta vừa có một ngày ngắn nhất trong lịch sử gần đây. Nếu bạn cảm thấy bạn đã mất quá nhiều thời gian trong ngày để giải quyết công việc, bạn có thể đã đúng. Các nhà khoa học đã khẳng định rằng vào ngày 29 tháng 6 năm 2022, trái đất đã quay nhanh hơn bình thường, khiến cho nó trở thành ngày ngắn nhất được ghi nhận kể từ những năm 1960. Như chúng ta đã biết, một ngày trung bình dài 24 giờ, hay chính xác hơn một ngày có 86.400 giây. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nhà khoa học Leonid Zoltov tại Viện Thiên văn Sternberg thuộc Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov tại Moscow, cho biết ngày 29 tháng 6 đã ngắn hơn 1,59 mili giây. Ông Zotov là một nhóm các nhà khoa học gần đây đã công bố các nghiên cứu phát thảo giả thuyết có thể xảy ra đối với chuyển động quay gia tốc mới của trái đất. Theo đó, họ báo cáo rằng trái đất đã quay nhanh hơn kể từ năm 2016. Theo Guardian, Năm 2020 có 28 ngày ngắn nhất từng ghi nhận trong 55 năm qua. Tuy nhiên, không phải là ngày nào cũng ngắn hơn 24 giờ. Với tốc độ quay nhanh lên đã gây ngạc nhiên cho giới khoa học, như Zoloth và các đồng nghiệp của ông đã viết trong nghiên cứu trước đây, tin rằng trái đất đã giảm tốc độ trong nhiều thế kỷ qua. Theo Forbes, sự suy giảm trong biến đổi vĩ độ Chandler (Chandler Warper, có thể là nguyên nhân gây ra sự thay đổi trong gia tốc. Chandler Walker liên quan tới sự di chuyển của các cực địa lý trên bề mặt của địa cầu vì trái đất là một hành tinh sống và chuyển động ngoài ra thì còn có các yếu tố khác có thể xảy ra bao gồm cả các hiện tượng thời tiết tự nhiên NASA trước đây đã tuyên bố rằng thay đổi về áp suất của khí quyển và gió mạnh chẳng hạn như những năm xảy ra hiện tượng el nino có thể đã làm chậm tốc độ quay của trái đất tuy nhiên các sự kiện như là động đất thì lại có thể đã làm tăng lên tốc độ quay của trái đất. Đây không phải là lần đầu tiên độ dài của những ngày trên trái đất thay đổi. Các nhà khoa học tin rằng hơn 1,4 tỷ năm trước, những ngày trên trái đất chỉ kéo dài chưa tới 19 giờ. Các phòng cấp cứu tại Edmonton yêu cầu các bệnh viện hãy nhận thêm bệnh nhân nhập viện để làm giảm áp lực phòng cấp cứu. Lượng bệnh nhân tăng vào những ngày nghỉ cuối tuần kéo dài và số lượng đơn vị của các bệnh viện trong tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng đã khiến cho Sở Y tế Alberta buộc phải đưa các bệnh nhân nội trú nằm ở hành lang. Trong một bản ghi nhớ được gửi cho các bác sĩ làm việc tại các bệnh viện trong khu vực Edmonton hôm thứ Ba cho biết, mỗi đơn vị bệnh viện nên tiếp nhận một bệnh nhân nhiều hơn số chỗ thực tế để giúp mở rộng thêm không gian trong các phòng cấp cứu và đồng thời tất cả các đơn vị đều cần phải cho phép bệnh nhân được nằm ở hành lang. Sở Y tế Alberta cũng yêu cầu nhân viên ra soát các bệnh nhân nội trú để xem ai có thể về nhà hoặc là quay lại các trung tâm chăm sóc dài hạn để có chỗ trong bệnh viện. Trong một email hôm thứ Tư, người phát ngôn James Wood của Sở Y tế Alberta cho biết các biện pháp này là cần thiết trong 24 cho tới 36 giờ tới và đồng thời cho biết thêm rằng các bệnh viện cũng đang xảy ra tình trạng nhiều bệnh nhân phải cách ly. Ông Wood đã không nêu rõ liệu tình trạng căng thẳng tại bệnh viện và việc bệnh nhân cần phải cách ly có phải là do COVID-19 hay không. Mặc dù khu vực Edmonton là tâm điểm của tình trạng căng thẳng, ông Wood đã nói rằng các phòng cấp cứu trên toàn tỉnh cũng tương tự như vậy. Ông cho biết, thậm chí một số nhân viên chăm sóc sức khỏe đã phải đưa bệnh nhân nội trú vào những không gian khá độc đáo, chẳng hạn như phòng chứa vật tư. Theo các y tá, thì việc điều dưỡng tại hành lang sẽ ảnh hưởng tới chất lượng chăm sóc. Karen Craig, là thư ký cấp tỉnh của United Nurses of Alberta, cho biết các bệnh viện đang sử dụng dịch vụ điều dưỡng hành lang trước khi đại dịch COVID-19 tấn công vào năm 2020. Cô Craig nói rằng đại dịch đã gây ra tình trạng kiệt sức cho nhân viên tới mức vấn đề ngày càng leo thang. Những điều kiện khó khăn như thế này chỉ làm tăng thêm tình trạng kiệt sức đó và khiến cho các y tá phải đi tìm nơi khác để làm việc. Cô cũng cho biết, bệnh nhân ở hành lang và gia đình của họ thiếu sự riêng tư và không dễ dàng tiếp cận phòng tắm hoặc bình dưỡng khí nếu họ cần. Cô Craig chia sẻ, thật đáng buồn, nó đã trở thành một vấn đề về đạo đức vì bạn không thể chăm sóc bệnh nhân theo cách mà bạn muốn. Thành phố Calgary không có xe cứu thương trung bình 420 lượt mỗi tháng kể từ đầu năm 2022. Dữ liệu từ dịch vụ y tế Alberta cho thấy hiệu suất và thời gian phản hồi của xe cứu thương ở Calgary đã tiếp tục giảm khi mà các trường hợp cảnh báo màu đỏ Red Alert đã tăng hơn gấp đôi trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2021. Cảnh báo màu đỏ được đưa ra trong những trường hợp không có xe cứu thương nào trong hệ thống để đáp ứng các cuộc gọi khẩn cấp trong 6 tháng đầu năm 2022, có 2.522 cảnh báo đỏ được ghi nhận, trung bình 420 cảnh báo mỗi tháng. Tháng cao nhất được ghi nhận là vào tháng 4 khi có 618 trường hợp được ghi nhận. Đã có 1.233 cảnh báo màu đỏ được ghi nhận trong nửa đầu năm 2021 và 2.358 cảnh báo được ghi nhận trong cả năm, có nghĩa là con số báo động đỏ của 6 tháng năm nay đã vượt qua mốc của cả năm ngoái mức trung bình 420 cao hơn gấp đôi so với những gì được ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2021, khi trung bình 205 cảnh báo đỏ được ghi nhận mỗi tháng vào lúc đó. Chủ tịch của Hiệp hội Khoa học Y tế của Alberta là ông Mike Parker cho biết, dữ liệu đã hỗ trợ điều mà Liên minh đã nói trong nhiều tháng rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh đang suy tàn. Cũng liên quan đến hệ thống y tế của Alberta, Nhân viên chăm sóc sức khỏe Alberta phẫn nộ vì giám đốc y tế được thưởng khoản tiền khổng lồ, mặc dù cắt giảm chi tiêu cho ngành. Mức lương và các khoản phúc lợi khổng lồ của tiến sĩ Dina Hinshaw không hợp lý với người dân Alberta và nhiều người trong số họ nói rằng thu nhập gần 600.000 đô la của bà vào năm ngoái là quá cao. Điểm nhấn mạnh đặc biệt nhất là khoản tiền thưởng của bà. Tiết lộ của chính phủ Alberta cho thấy bà Hinshaw đã kiếm được hơn 363.000 đô la tiền lương và nhận được gần 228.000 đô la tiền thưởng từ tỉnh. Trong khi đó, các nhân viên y tế tuyến đầu liên tục bị yêu cầu cắt giảm lương. Ông Mike Parker, chủ tịch Hiệp hội Khoa học Y tế của Alberta cho biết, đó là một bi kịch và là một cái tác vào mặt những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ông cho biết, đảng UCP tiếp tục ngược đãi và đổ lỗi cho các nhân viên y tế tuyến đầu và đã đến lúc chính phủ công nhận và đánh giá cao công việc mà họ làm. Ông nói rằng chính phủ UCP đạo đức giả vì chính phủ nói rằng họ không có tiền khi thương lượng lương cho nhân viên và còn cắt giảm lương, trong khi đó chính phủ lại đối xử với các nhà quản lý và các giám đốc như hoàng gia. Ông Parker đã nhận được một số lời phàn nàn từ các thành viên trong hiệp hội vì thấy khó chịu một nhân viên y tế tuyến đầu dù đã phục vụ được 35 năm để chăm sóc cho người dân Alberta đã nhận được tiền thưởng là một cây bút trị giá 25 đô la. Để giải thích cho mức lương của bà Hinshaw, chính phủ đã viết, với quy mô của phản ứng đối với đại dịch COVID-19, tiến sĩ Hinshaw đã yêu cầu một số lương công việc bổ sung đặc biệt. Mặc dù vậy, nhiều người Alberta, cụ thể là các nhân viên y tế, đang chia sẻ sự thất vọng trước quyết định thưởng 63% cho bà Hinshaw. Đối với phản ứng của các nhân viên y tế, chính phủ Alberta thay đổi quy tắc tiền thưởng, thắt chặt các quy định về tiền thưởng của nhân viên dựa trên khoản chi trả 6 con số cho bà Dina Hinshaw, giám đốc y tế của Alberta trong giai đoạn COVID-19 năm 2021. Bộ trưởng Tài chính Jason Nixon cho biết, dịch vụ dân sự đã được chỉ đạo xem xét và thực hiện các thay đổi đối với các quy tắc để bảo đảm rằng các khoản thanh toán tiền thưởng cho các trường hợp khẩn cấp trong tương lai sẽ được thông qua nội các ông nói dịch vụ công không nên có khả năng đơn phương phê duyệt các khoản thanh toán làm thêm giờ đáng kể ở quy mô này cho đến khi quá trình xem xét hoàn tất và một chính sách mới đã được xác nhận tất cả các yêu cầu trong tương lai sẽ được chuyển đến ban ngân khố do ông nixon đứng đầu để xem xét bộ trưởng tài chính vào thời điểm mà bà hinshaw nhận được mức lương và các khoản phúc lợi khổng lồ là ông travis Toll, người hiện đang là một trong bảy ứng cử viên tranh cử để thay thế thủ hiến jason Kenney, trong một cuộc bỏ phiếu của đảng được ấn định vào ngày 6 tháng 10. Ông Thô đã nói rằng ông không biết về khoản thanh toán và cho biết ông cũng sẽ thực hiện các thay đổi để bảo đảm nội các cuối cùng sẽ lên tiếng về các khoản tiền thưởng như vậy. Và đối lập NDP nói rằng ông Thô phải biết về khoản thanh toán và cho rằng ông đang nói dối hoặc không nắm chắc về bộ phận mà ông được cho là sẽ điều hành. Trong một tuyên bố, dịch vụ y tế Alberta cho rằng bà Hinshaw đã được trả lương theo chính sách lâu đời và tính toán tài chính gắn liền với các trường hợp khẩn cấp dựa trên số giờ làm việc. Một người đàn ông ở Montreal đã chết sau khi chờ xe cấp cứu gần 12 tiếng. Lúc đó là 5 giờ 21 phút sáng khi Myron Cypryski gọi số 911 để yêu cầu xe cấp cứu. Ông ta nói với người trực đường dây rằng mình mới bị đập đầu và không thể rời khỏi giường và do đó không thể tự đến bệnh viện. Trong cuộc gọi 911 đầu tiên được thực hiện vào sáng ngày 14 tháng 5, người điều phối nói với ông Cypriski rằng họ sẽ cử nhân viên y tế đến trong thời gian sớm nhất có thể. Nhưng sự chậm trễ có thể lên tới 7 giờ, và ông được yêu cầu gọi lại 911 nếu tình trạng của ông xấu đi. Và sau đó, người điều phối đã chúc ông may mắn. Ông Cypriski đã gọi thêm hai cuộc 911 đã được trợ giúp nhân viên y tế cuối cùng đã đến hiện trường vào lúc 4 giờ 50 phút chiều, gần 12 giờ sau cuộc gọi cấp cứu ban đầu. Nhưng đã quá trễ rồi, ông Sabrisky đã qua đời vài giờ trước đó. Nhân viên điều tra nói với con gái của ông rằng rất có thể là ông đã qua đời vào khoảng sáng sớm. Cô con gái ấy nói rằng cha của cô đã không gọi cho cô và rằng nếu ông ấy đã gọi thì cô đã ở đó với ông. Nhưng dù vậy thì tình hình cũng không khác mấy vì ông Zabriskie sống trên tầng 2 và không có cách nào để cho cô con gái có thể đưa ông xuống cầu thang và vào xe. Cô nói nếu cô ở đó thì cô cũng sẽ gọi 911. Giới báo chí đã liên hệ với y tế khẩn cấp về tình hình. Họ cho biết là không thể đưa ra bình luận trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành. các vụ án mạng đã kết thúc trong 24 giờ khi mà cảnh sát Montreal bắn chết tên nghi phạm. một người đàn ông 26 tuổi đã bị cảnh sát Montreal bắn chết vào sáng ngày thứ năm vì người này được cho là nghi phạm đã gây ra 3 vụ xả súng chết người trong thành phố trong vòng 24 giờ qua. người đàn ông đã bị cảnh sát bắn trong bãi đậu xe của một nhà nghỉ ở quận Saint Lawrence của Montreal vào sáng ngày thứ năm. Người đàn ông 26 tuổi này được cảnh sát cho là đã bắn chết ba người một cách ngẫu nhiên trên đường phố vào ngày thứ ba và ngày thứ tư và dường như không có bất kỳ mối liên hệ nào với ba nạn nhân. Các nhà điều tra tin rằng tên này hành động một mình và không có mối liên hệ với tội phạm có tổ chức nào. Liên bang tài trợ gần 42 triệu đô la để ngăn chặn bạo lực súng đạn ở Quebec vài giờ sau khi cảnh sát Montreal bắn chết một kẻ tình nghi mà họ tin rằng tên này phải chịu trách nhiệm cho một loạt liên tiếp các vụ giết người. Bộ trưởng An toàn Công cộng Liên bang đã đến thành phố để công bố nguồn tài trợ mới trong cuộc chiến chống bạo lực súng đạn ở Quebec. Bộ trưởng Marco Medicino thông báo hôm thứ Năm, chính phủ Canada đang cung cấp 41,8 triệu đô la cho chính phủ Quebec theo Quỹ xây dựng cộng đồng an toàn hơn số tiền này sẽ được chuyển đến các tổ chức địa phương và cộng đồng bản địa trên toàn tỉnh hoạt động trong các sáng kiến ngăn chặn và can thiệp tội phạm sử dụng súng và các băng nhóm đường phố. Tỉnh bang sẽ quyết định tổ chức nào sẽ nhận được quỹ từ liên bang. Vụ cháy tại Jollibee trong trung tâm thương mại Von khiến người dân phải sơ tán. Các quan chức cho biết vụ hỏa hoạn tại một nhà hàng Jollibee bên trong trung tâm mua sắm Vaughan ở tỉnh Ontario đã dẫn tới một cuộc di tản vào sáng thứ Năm. Các đội cấp cứu đã được gọi đến trung tâm mua sắm Promenade nằm trên đường Bathurst và đường Center lúc 10 giờ 30 sáng. Một phát ngôn viên nói các đội cứu hỏa đã đến nơi và tìm thấy lửa và khói dày đặc trên một tầng thượng ở phía đông bắc của trung tâm thương mại. Người phát ngôn cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại một căn hộ trên tầng thượng của nhà hàng Jollibee. Đám cháy được coi là báo động 2 nhưng hiện đã được kiểm soát. Không có thương tích được báo cáo. Chỉ sau 11 giờ 30 sáng, cảnh sát khu vực vùng giót cho biết trung tâm mua sắm đã được di tản và sẽ đóng cửa trong ngày. Nhưng một giờ sau, cảnh sát cho biết trung tâm thương mại đã mở cửa trở lại và hoạt động bình thường. doanh số bán nhà đã giảm ở Toronto và Montreal so với tháng 7 năm trước. Thị trường nhà ở của khu vực đại đô thị Toronto đã được điều chỉnh vào tháng trước, khi Hội đồng Bất động sản của khu vực nhận thấy doanh số bán trong tháng 7 giảm 47% so với cùng thời điểm năm ngoái và giảm 24% so với tháng 6 vừa qua. Hội đồng Bất động sản khu vực Toronto đã tiết lộ hôm thứ Năm rằng doanh số bán 4.912 căn nhà của tháng 7 năm nay chỉ bằng gần một nửa số 9.339 căn nhà đã được đổi chủ vào tháng 7 năm trước. Và đó là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang giảm bớt tốc độ điên cuồng được thấy trong nửa đầu năm và ở cuối năm 2021. Một số người bán thậm chí đang ngừng sao bán nhà của họ để tận dụng lợi thế của thị trường cho thuê đang nóng, nơi số lượng các phòng cho thuê đang giảm và giá lại tăng. Trong khi thị trường nóng của tháng Giêng chỉ có 380 danh sách căn hộ bị ngừng bán trong khu vực đại đô thị Toronto GTA, công ty bất động sản Strada cho biết tháng 6 đã có 2.822 căn hộ bị ngừng sau bán, tăng 643%. Hội đồng bất động sản cho thấy giá nhà trung bình là 1 074.754 đô la vào tháng trước, tăng 1% từ 1 061.724 vào tháng 7 năm ngoái nhưng giảm 6% từ 1.145.994 vào tháng 6 của năm nay. Giá chuẩn tổng hợp là hơn 1,1 triệu đô la, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhà biệt lập thì đã giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1.362.598 đô la vào tháng trước. Trong khi doanh số bán của chúng đã giảm 46% xuống còn 2.203 căn giá nhà liền kề tức là semi detached đã tăng gần 5% so với tháng 7 năm ngoái lên 1.077.750 đô la, trong khi doanh số bán đã giảm 45% xuống 474 căn. Giá nhà phố tức là townhouse đã tăng 6% lên mức 903.899 đô la khi doanh số bán của chúng đã giảm 52% xuống 816 căn nhà và giá căn hộ chung cư thì tăng vọt 7% lên mức 719.273 đô la và doanh số bán giảm 48%, xuống còn 1.365 căn. Trong khi đó, ở khu vực Montreal, Hiệp hội Môi giới Bất động sản chuyên nghiệp Quebec cho biết doanh số bán hàng tại Montreal trong tháng 7 đã giảm 18% trong năm ngoái. Hiệp hội cho biết doanh số bán trong tháng là 3.080 căn so với 3.772 căn của năm ngoái, trong khi những căn nhà có từ 2 đến 5 phòng đã giảm từ 454 căn vào tháng 7 năm ngoái xuống còn 281 căn vào tháng trước. Đồng thời, số nhà mới được sao bán cũng tăng 22% từ 4.023 vào tháng 7 năm ngoái lên 4.901 căn vào tháng trước. Giá trung bình của các căn nhà dành cho một gia đình ở Montreal là 550.000 đô la vào tháng 7, tăng 10% so với cùng thời điểm năm ngoái nhưng đã giảm 30.000 đô la so với mức cao nhất của tháng 4 là 580.000 đô la. Chuyến bay của Air Canada buộc phải hạ cánh ở Toronto sau khi kính chắn gió bị nứt. Một chuyến bay của Air Canada Express đã bất ngờ quay trở lại sân bay Toronto vào thứ Ba sau khi cất cánh vì phát hiện thấy các vết nứt trên kính chắn gió. Chuyến bay AC-8745 khởi hành từ sân bay quốc tế Toronto Pearson đến Charlotte North Carolina lúc 9:08 sáng, nhưng đã nhanh chóng được quay lại khi các vết nứt được xác định. Phát ngôn viên nói, ngay sau khi khởi hành từ sân bay quốc tế Toronto Pearson, phi hành đoàn nhận thấy cửa sổ bên tay phải bị nứt, cửa sổ máy bay được lát hai lớp để bảo đảm an toàn. Theo quy trình vận hành tiêu chuẩn của chúng tôi, chuyến bay đã quay trở lại Toronto, hạ cánh an toàn và không gặp khó khăn. Máy bay đã hạ cánh trở lại Toronto vào khoảng 10 giờ 29 sáng. Tài xế đã bị giam giữ khi tông xe vào cổng của Parliament Hill. Cảnh sát Ottawa đã bắt giữ một tài xế sau khi một chiếc xe là trái phép lao vào cổng trước của quốc hội vào sáng số ngày 3 tháng 8. Cảnh sát cho biết họ đã tạm giữ tài xế và các cáo buộc đang chờ xử lý. Vụ việc này dường như không liên quan tới một vụ tai nạn khác vào sáng thứ Tư khi một chiếc xe buýt du lịch lao vào cổng bên ngoài ở 24 Success Drive là dinh thự chính thức nhưng mà không có người ở của thủ tướng. Tuy nhiên, vụ tông vào cổng của đội quốc hội không giống như vụ tông xe vào 24 Success, nơi có thể nhìn thấy đống đổ nát và một khoảng trống lớn ở giữa hàng rào. Các cổng của đội quốc hội chỉ bị thiệt hại không đáng kể. CAMH sẽ nghiên cứu xem liệu nấm ma thuật có thể điều trị bệnh trầm cảm mà không gây ra hiệu ứng ảo giác hay không. Trung tâm cai nghiện và sức khỏe tâm thần Center for Addiction and Mental Health gọi tắt là CAMH cho biết lần đầu tiên họ được trao tặng khoản tài trợ liên bang Canada để nghiên cứu tác động của một thành phần hóa học ảo giác trong nấm ma thuật đối với chứng trầm cảm kháng điều trị viện tâm thần cho biết các nhà nghiên cứu sẽ tìm hiểu xem liệu trải nghiệm tác động của psilocybin được tìm thấy trong nấm ma thuật có cần thiết để nó có tác dụng chống trầm cảm hay không. Thử nghiệm lâm sàng sẽ tuyển chọn 60 người lớn mắc chứng trầm cảm kháng điều trị trong vòng 3 năm và sử dụng một liều đầy đủ psilocybin cộng với một loại thuốc chẹn để ngăn chặn các hiệu ứng ảo giác. Tiến sĩ Israel Hassai, người đứng đầu đơn vị thử nghiệm lâm sàng của CAMH và là điều tra viên của nghiên cứu mới này, cho biết nếu nghiên cứu cho thấy psilocybin có thể điều trị trầm cảm mà không gây ra trạng thái ảo giác, nó có thể loại bỏ nhu cầu hỗ trợ tâm lý trong quá trình điều trị, vốn tốn rất là nhiều thời gian và chi phí. Các ký tự tiếng Pháp đã có trên thẻ Y tế Ontario trong một nỗ lực cải thiện các trải nghiệm cho cộng đồng Pháp ngữ ở Ontario, chính quyền của tỉnh bang hiện nay đang cung cấp tùy chọn ký tự tiếng Pháp bao gồm cả dấu trên thẻ y tế Ontario. Tùy chọn thêm các ký tự tiếng Pháp vào giấy phép lái xe và thẻ ảnh của Ontario đã được triển khai vào tháng 9 năm 2020. Thông báo hôm nay sẽ cho phép người dân nói tiếng Pháp ở Ontario phản ánh chính xác tên của họ trên các thẻ ID thường dùng của chính phủ các cư dân muốn yêu cầu thay thế miễn phí bằng tên tiếng Pháp của họ hiện có thể đến một địa điểm của Service Ontario với các tài liệu hỗ trợ. Dự báo thời tiết mùa đông của tỉnh Ontario vừa được tiết lộ và sẽ là một mùa đông đầy thử thách và bão tố. Dự báo thời tiết mùa đông của tỉnh Ontario đã được tiết lộ và nó đúng là một mớ hỗn độn. Tỉnh này sẽ trải qua một mùa lạnh đầy thử thách và bão tố trong năm nay và người dân có thể thấy tuyết rơi dày đặc vào đầu tháng 11. Tuyết sẽ lần đầu tiên xuất hiện vào cuối mùa thu với lượng tuyết tăng dần và thời tiết lạnh hơn sẽ xuất hiện trong dự báo từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11. Tuy nhiên, đợt tuyết rơi nặng đầu tiên của tỉnh Ontario sẽ đến vào cuối tháng 11, khi thời tiết bất ổn phát triển gây ra tuyết dày lên đến 30 cm quét qua các khu vực xung quanh Great Lakes, ngũ đại hồ. Những vùng ở phía nam và phía đông của đường theo dõi bão tức là vùng Maritimes sẽ chứng kiến nhiều trận mưa lạnh và bão tuyết, mưa tuyết, băng và mưa. Các khu vực phía bắc và phía tây của tuyến thời tiết này, bao gồm Labrador, Newfoundland, Quebec, Ontario và Great Lakes sẽ thường xuyên thấy lượng mưa của mùa đông rơi xuống dưới dạng tuyết và đôi khi là với lượng rất lớn. Dự báo tuyết rơi dày đặc sẽ bao trùm Quebec và Ontario. Các dự báo đã cảnh báo nhiệt độ có thể giảm mạnh xuống mức âm um 40 độ C ở các khu vực như là Rockies và Prairies trong tháng Giêng. Tỉnh British Columbia thì được dự báo sẽ chào đón các điều kiện trượt tuyết tốt cho mùa sắp tới. Mặc dù tuyết tới sớm nhưng người dân Ontario có thể sẽ không có một Giáng sinh trắng vì thời tiết được dự kiến sẽ chuyển sang dịu nhẹ từ ngày 24 đến 27 tháng 12, khiến người dân sẽ phải chịu đựng các cơn mưa rào và tuyết ướt trong những ngày lễ. Các hy vọng về một mùa xuân tới sớm cũng đã tan thành mây khói khi tuyết và cái lạnh được dự báo cho đến cuối tháng 3 năm 2023. Các tài xế lái xe có thể thở phào nhẹ nhõm một chút khi giá xăng của khu vực GTA dự kiến sẽ giảm 20 cent một lít vào thứ bảy. Chuyên gia về năng lượng Dan Marthey cho biết, đây là sự giảm giá tạm thời và khuyên những người lái xe hãy tận hưởng nó trong khi bạn có thể. Vào hôm thứ Năm, giá xăng ở khu vực đại đô thị Toronto GTA đã giảm 6 cent một lít, từ 179,9 đô la xuống còn 173,9 đô la một lít. Và vào hôm thứ Sáu, ông McTay cho biết họ sẽ giảm thêm 6 cent mỗi một lít nữa, từ 173,9 đô la xuống còn 167,9 đô la là mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 4. Giá xăng dự kiến sẽ giảm thêm 8 cent nữa mỗi một lít vào thứ Bảy, tức là tổng cộng giảm 20 cent và chúng ta có thể thấy giá là 159,9 cent mỗi một lít tại nhiều trạm xăng ở khu vực GTA. Ông McTay cho biết điều khiến giá xăng giảm là dữ liệu vào thứ tư tuần này của báo cáo xăng dầu hàng tuần của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ nêu rằng nhu cầu về xăng quá tồi tệ đến mức thấp hơn mức so với trong suốt năm 2020 trong thời gian COVID-19 khóa cửa và báo cáo này là điều hoàn toàn phi lý, ông nói. Do báo cáo đó, Ông cho biết tất cả giá năng lượng đang giảm đáng kể, không có lý do cơ bản nào cho những mức giá giảm này. Ông Matthay nghĩ đó là một điều tuyệt vời đối với người tiêu dùng, nhưng chỉ là tạm thời và chúng ta có thể thấy giá sẽ tăng trở lại ngay vào tuần sau. Ở mức cao nhất vào ngày 11 tháng 6, thì giá xăng ở khu vực GTA là 215,9 cent mỗi một lít. Cảnh sát tung ảnh của một thiếu niên bị truy nã trong bốn vụ tấn công tình dục. Cảnh sát Toronto đã nhận được cơ quan tư pháp để công bố ảnh của một nghi phạm tuổi vị thành niên bị truy nã liên quan tới nhiều vụ tấn công tình dục dọc theo hai con đường mòn nổi tiếng ở Toronto. Hai sự cố đầu tiên diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 trên đường mòn Gardiner Hydro Corridor gần với khu vực đường Birchmount. Cảnh sát cho biết trong vụ vượt đầu tiên, một phụ nữ đang chạy bộ theo hướng đông trên đường mòn thì bị một nam thanh niên đi xe đạp chặn lại và sau đó tấn công tình dục cô. Và trong vụ thứ hai, cậu bé đi theo và chặn đường một người phụ nữ đang đi xe đạp và nói rằng chỉ cho cô ấy một mẹo TikTok 11 ngón. Sau đó cậu ta tấn công tình dục cô. Và cũng có hai vụ tấn công tình dục khác đã diễn ra dọc theo East Don Valley Trail vào ngày 22 và ngày 23 tháng 7. Cảnh sát nói rằng cậu vị thanh niên này đã tiếp cận một người phụ nữ 54 tuổi vào ngày 22 tháng 7 giữa đoạn đường Winford Drive và Sloan Avenue để hỏi nước. Sau đó, anh ta đã tấn công tình dục nạn nhân và quay lại xe đạp và phóng đi. Vào ngày 23 tháng 7, một phụ nữ 52 tuổi đã bị cậu bé đi xe đạp tiếp cận từ phía sau khi mà cô đi bộ gần với Winford Heights Crescent. Anh ta đã tấn công tình dục cô và sau đó bỏ đi một hướng nào đó nghi phạm được mô tả là cao khoảng 5 feet 5 inch, tức là khoảng 1m65, dáng người và mái tóc ngắn màu nâu hoặc là màu vàng nhạt, có chiếc xe đạp màu sẫm. Trong các hình ảnh được công bố, thì cậu ta mặc chiếc áo phông màu đỏ và quần sọt đen, mang theo một chiếc ba lô có thiết kế giống như là răng ri màu nâu đặc biệt. Bất kỳ ai có thông tin đều được yêu cầu liên hệ với cảnh sát. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, chúng tôi kính mời quý vị nhấn subscribe để đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo ngay kế bên để nhận thông báo khi chúng tôi phát hành những video mới. Và quý vị xin đừng quên nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ, share video để giúp phổ biến thông tin này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Trung Quốc đã bắn tên lửa đầu tiên vào Đài Loan khi Bắc Kinh trả đũa chuyến thăm của bà Pelosi. Mỹ tuyên bố đợt bùng phát bệnh đầu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Các chuyên gia cho rằng chính phủ đã phản ứng quá chậm trễ. Nga tuyên án ngôi sao bóng rổ Mỹ 9 năm tù, Nhà Trắng kêu gọi trả tự do. Tổ chức ân xá quốc tế cáo buộc Ukraine bố trí quân đội ở các khu dân cư khiến Kiev giận dữ. Đài Loan hủy chuyến bay khi Trung Quốc tổ chức tập trận quân sự bắn đạn thật và hơn 150 chuyến bay của Việt Nam phải bay vòng. Ngân hàng Anh Quốc cảnh báo suy thoái ở nước này trong năm 2022. Đợt nắng nóng ở Paris cho thấy thành phố đang thiếu rất nhiều cây xanh. Vẫn nói hộ chiếu mới là đúng chuẩn, Bộ Công an Việt Nam định sẽ bổ sung một nơi sinh. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác, mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. trung quốc bắn tên lửa đầu tiên vào đài loan để trả đũa cho chuyến thăm của bà pelosi trung quốc cho biết họ đã bắn tên lửa lần đầu tiên trên đảo đài loan vào ngày thứ năm làm leo thang thêm căng thẳng trong khu vực khi mà chủ tịch hạ viện hoa kỳ nancy pelosi đến nhật bản nơi các nhà lãnh đạo đã phản đối bắc kinh sau khi năm tên lửa đã được bắn vào gần với các đảo của nhật bản bà pelosi đã gặp thủ tướng nhật bản fumio kishida vào sáng thứ sáu với sự chú ý của họ tập trung vào eo biển đài loan nơi mà Trung Quốc đang tổ chức các cuộc tập trận trên không và trên biển để phản đối chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ vào đầu tuần này. Trước đây, Trung Quốc đã bắn tên lửa vào vùng biển xung quanh Đài Loan. Hòn đảo dân chủ 24 triệu người mà đảng Cộng sản Trung Quốc coi nó là lãnh thổ của mình mặc dù họ chưa bao giờ kiểm soát nó. Điều đáng chú ý nhất là trong cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan vào những năm 1990. Nhưng việc tên lửa bay qua hòn đảo này đã đánh dấu một sự leo thang đáng kể với các quan chức Mỹ cảnh báo là có thể còn nhiều hơn nữa. Ông Kirby là phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, nói với các phóng viên tại tòa bà đốc hôm thứ Năm rằng Chúng tôi đã đoán trước rằng Trung Quốc có thể thực hiện các bước như thế này. Trên thực tế thì tôi đã mô tả chúng cho các bạn khá chi tiết vào ngày hôm trước. Chúng tôi cũng tiên đoán rằng những hành động này sẽ tiếp tục và trung quốc sẽ tiếp tục phản ứng trong những ngày tới ông kirby nói thêm một tàu sân bay mỹ sẽ ở lại khu vực xung quanh đài loan trong vài ngày tới để theo dõi tình hình phát biểu tại tokyo hôm thứ sáu pelosi cáo buộc trung quốc đang cố gắng cô lập đài loan và chỉ ra việc đảo quốc này bị loại trừ khỏi các nhóm quốc tế như là tổ chức y tế thế giới bà nói rằng chuyến thăm của bà đến đài loan là để giữ nguyên hiện trạng không thay đổi nó hôm thứ sáu thủ tướng của nhật ông kishida cho biết các cuộc tập trận của quân đội trung quốc là một vấn đề nghiêm trọng liên quan tới an ninh của đất nước của chúng tôi và người dân của chúng tôi và kêu gọi ngừng ngay các cuộc tập trận ông nói thêm nhật bản và mỹ sẽ cùng nhau làm việc để duy trì sự ổn định ở eo biển đài loan trong khi đó, thì một chuyên gia quân sự của Trung Quốc đã xác nhận trên đài truyền hình nhà nước CCTV rằng các tên lửa đã bay qua đảo chính của Đài Loan, bao gồm cả vùng trời được bao phủ bởi các tên lửa phòng thủ của Đài Loan. Trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Năm, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết tên lửa đã bay trên cao khỏi bầu khí quyển và do đó không gây rủi ro cho hòn đảo. Mỹ vừa tuyên bố được bùng phát bệnh đầu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Các chuyên gia cho rằng chính phủ đã phản ứng quá chậm trễ. Chính phủ liên bang vừa mới ban bố tình trạng khẩn cấp sức khỏe công đồng vào ngày thứ năm để tăng cường ứng phó với các đợt bùng phát bệnh đầu mùa khỉ hiện đã lây nhiễm cho hơn 7.100 người Mỹ. Với thông báo này, tiền và các nguồn lực khác sẽ được chi để chống lại bệnh đầu mùa khỉ, căn bệnh do loại virus gây ra triệu chứng như là sốt, đau nhức cơ thể, ớn lạnh, mệt mỏi và nổi mụn trên nhiều bộ phận của cơ thể chính quyền của Tổng thống Biden hiện nay đang phải đối mặt với những lời chỉ trích về tính có sẵn của vắc xin bệnh đậu mùa khỉ. Các phòng khám ở các thành phố lớn như là New York và San Francisco cho biết họ không nhận đủ vắc gồm hai liều, được tiêm cách nhau 28 ngày cho những người nghĩ rằng họ đã bị phơi nhiễm. Một số nơi đã phải ngừng cung cấp liều vắc thứ hai để bảo đảm cung cấp đủ liều vắc đầu tiên. Theo tòa bà đốc cho biết, 1,1 triệu liều vắc xin đã được cung cấp và cũng đã tăng năng lực chẩn đoán lên 80.000 xét nghiệm mỗi tuần. Lawrence Gostin là một chuyên gia về luật sức khỏe cộng đồng tại Đại học Georgetown, cho biết tuyên bố hôm thứ Năm là một bước quan trọng và cũng đã quá chậm trễ khi mà chính phủ Mỹ đã quá thận trọng và lẽ ra phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước sớm hơn. Hiện tại thì Mỹ chưa nhận ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ trong số 7.100 ca mắc trong nước, nhưng mà một số trường hợp tử vong đã được báo cáo ở các quốc gia khác. Theo bản tin từ CDC của châu Phi cho biết, quan hệ tình dục đồng tính ở Nam giới không liên quan tới nguyên nhân gây ra bệnh đậu mùa khỉ trong khu vực. Cơ quan Y tế Cộng đồng của châu Phi cho biết, họ không biết có bao nhiêu trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở trong lục này đã được báo cáo trong năm nay ở những người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới. Và trong hôm thứ Năm, cơ quan này đã cảnh báo chống lại bất kỳ sự kỳ thị nào mà nó có thể làm chậm trễ báo cáo các ca mắc bệnh và ảnh hưởng tới phản ứng trước đợt bùng phát. Các trường hợp đậu mùa khỉ đã được báo cáo ở châu Âu và Bắc Mỹ hầu như chỉ liên quan tới nam giới đồng tính và cả lưỡng tính Mặc dù các quan chức y tế cho biết virus có thể lây nhiễm cho bất kỳ ai tiếp xúc gần gũi như tiếp xúc thân thể với người nhiễm bệnh, quần áo hoặc ca trải giường của họ. Tuy nhiên, chỉ số đó không phù hợp với bối cảnh ở châu Phi. Quyền giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi Ahmed Otwell nói với các phóng viên, có nhiều nước trong số 54 quốc gia của châu Phi đã hình sự hóa quan hệ đồng giới ở một mức độ nào đó, Ông Oswell cho biết các quan chức y tế ở châu Phi đã thu thập dữ liệu về bệnh đậu mùa ở khí từ năm 1970. Theo đó, chỉ ra rằng những người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới chưa bao giờ là một nguyên nhân chủ yếu. Ông cho biết đợt bùng phát này được gây ra bởi các tác nhân đã có từ trước đến nay và nó bao gồm việc tiếp xúc gần gũi trong không gian hạn chế và sống trong cộng đồng tiếp xúc với động vật có virus một đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ gây ra chết người đang lan rộng ở châu Phi hơn là ở phương Tây. Châu Phi đã có hơn 2.800 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận, cùng với nhiều ca nghi ngờ ở 11 quốc gia khác trong năm nay, trong đó có 103 trường hợp tử vong. Nga tuyên án ngôi sao bóng rổ Mỹ 9 năm tù, Nhà Trắng kêu gọi trả tự do, một tòa án của Nga hôm thứ Năm đã kết án ngôi sao bóng rổ người Mỹ là Britney Greiner, 9 năm tù, sau khi kết luận rằng cô đã phạm tội cố ý mang hộp vếp tẩm cần sa vào Nga, một phán quyết mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi là không thể chấp nhận được. Sau phán quyết, Greiner đã bị cảnh sát áp giải ra khỏi phòng xử án trong tình trạng bị còng tay. Cô quay sang các phóng viên và nói, tôi yêu gia đình của mình. Cô Greiner đã thừa nhận cô sở hữu hộp vếp chứa dầu băm nhưng cho biết thêm rằng Cô đã thực sự phạm sai lầm khi vô tình đóng gói chúng. Trước bản án, Griner đã rơi nước mắt cầu xin thẩm phán Nga đừng chấm dứt cuộc sống của cô bằng bản án tù oan nghiệt. Tòa án cũng phạt Griner 1 triệu rúp, tức là 16.990 đô la Mỹ. Griner, người từng hai lần đoạt huy chương vàng Olympic và là ngôi sao của hiệp hội bóng rổ quốc gia nữ WNBA, đã bị bắt vào giữa tháng 2 khi cô đang đến chơi cho một đội bóng của Nga trong kỳ giải WNBA. Bản án của Greiner giờ đây có thể sẽ mở đường cho một cuộc hoán đổi tù nhân giữa Mỹ và Nga, trong đó bao gồm một vận động viên 31 tuổi và một người Nga bị cầm tù, người từng cho là tay buôn vũ khí có tiếng. Tổng thống Biden, dưới áp lực đưa những người Mỹ bị giam giữ ở Nga về nước, đã kêu gọi Nga trả tự do cho Greiner ngay lập tức và cho biết chính quyền của ông sẽ tiếp tục làm việc để trả tự do cho cô. Tổ chức ân xá quốc tế cáo buộc Ukraine bố trí quân đội ở các khu dân cư khiến Kiev giận dữ. Tổ chức nhân quyền ân xá quốc tế hôm thứ Năm đã cáo buộc Ukraine gây nguy hiểm cho dân thường bằng cách bố trí quân đội trong các khu dân cư, một báo cáo mà Kiev cho là hoạt động tuyên truyền và là thông tin sai lệch của Nga. Theo báo cáo cho thấy, các nhân viên của tổ chức ân xá đã chứng kiến các lực lượng Ukraine thiết lập căn cứ và vận hành hệ thống vũ khí tại một số khu dân cư đông đúc trong các chuyến thăm đến một số khu vực tiền tuyến ở phía đông và phía nam của Ukraine từ tháng 4 đến tháng 7. Báo cáo dẫn lời Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, chúng tôi đã ghi nhận sự phân bổ của lực lượng Ukraine đã khiến dân thường gặp rủi ro so và vi phạm luật chiến tranh khi họ hoạt động trong các khu vực đông dân cư. Tổng thống Zelensky đã phán pháo lại những lời tố cáo gây gắt của Ukraine về các cáo buộc của Tổ chức Ân xá. Cáo buộc nhóm này đã tiếp tay cho điều mà ông gọi là các cuộc tấn công vô cớ của Nga và Ukraine. Ông Zelensky nói, nhóm nhân quyền đang cố gắng chuyển trách nhiệm từ kẻ gây hấn sang nạn nhân. Trong video phát biểu hàng đêm của mình, Tổng thống Zelensky đã nói rằng nhóm nhân quyền này đang cố gắng ân xá cho nhà nước khủng bố, một thuật ngữ mà ông Zelensky thường sử dụng để mô tả Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba cho biết ông đã bị xúc phạm trước báo cáo và kêu gọi tổ chức ân xá ngừng tạo ra một thực tế sai lầm. Đài Loan hủy chuyến bay khi Trung Quốc tổ chức tập trận quân sự bắn đạn thật. Đài Loan đã hủy các chuyến bay của hãng hàng không hôm thứ Năm khi Trung Quốc bắn tên lửa gần hòn đảo tự trị để trả đũa chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Việc hủy các chuyến bay đã làm tăng thêm nguy cơ gián đoạn dòng chip xử lý do Đài Loan sản xuất mà ngành công nghiệp xa hơi và viễn thông toàn cầu đang cần đến. Bắc Kinh đã công bố các cuộc tập trận bắn đạn thật sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đến hòn đảo này vào hôm thứ Ba trong chuyến thăm kéo dài một ngày, bất chấp cảnh báo từ Bắc Kinh. Hôm thứ Năm, ít nhất 40 chuyến bay đến và đi từ Đài Loan đã bị hủy bỏ. Báo China Times trích dẫn từ sân bay Đào Viên ở thủ đô Đài Bắc nói rằng việc hủy bỏ không nhất thiết phải liên quan đến các cuộc tập trận quân sự không có dấu hiệu ngay lập tức về tác động có thể có đối với vận tải biển, vốn có khả năng làm trao đảo nền kinh tế toàn cầu. Chính phủ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cáo buộc Washington ủng hộ độc lập chính thức cho Đài Loan, một bước đi mà Bắc Kinh cho rằng sẽ dẫn đến chiến tranh. Trong khi đó, thì chính phủ của Tổng thống Joe Biden nói rằng họ không ủng hộ độc lập nhưng muốn tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình. Ngân hàng An Quốc cảnh báo suy thoái ở nước này trong năm 2022. Lạm phát có thể đạt mức 13%, thậm chí còn vượt mức đó vào cuối năm nay. Đó là lý do cho quyết định tăng lãi suất ngân hàng, dù điều này đã kéo theo việc tín dụng địa ốc mortgage cho hàng triệu hộ gia đình ở Anh sẽ tăng theo. Đây sẽ là cuộc suy thoái kéo dài nhất từ khủng hoảng tài chính năm 2008. Họ nói nguyên nhân là do giá của khí đốt gia tăng sau khi Nga xâm lược Ukraine và cảnh báo hóa đơn năng lượng thông thường có thể lên tới 3.500 bản Anh trong tháng 10. Điều này có nghĩa là một hộ gia đình trung bình phải trả gần 300 bản Anh một tháng tiền điện. Ngân hàng Anh Quốc cho biết, chuyện chi phí năng lượng tăng vọt, ứng định là tăng gấp 3 lần so với một năm trước, sẽ khiến cho lạm phát tăng thành 13%, mức cao nhất trong 42 năm qua tiền điện, điện và gas đã tăng vọt trong năm nay siết chặt thu nhập của gia đình và dẫn tới tăng trưởng chậm hơn cho kinh tế anh nga đã giảm nguồn cung cấp cho châu âu khi nước này tiến hành chiến tranh với ukraine và lo ngại rằng ngày càng gia tăng nga sẽ thắt chặt vòi hoàn toàn khả năng xảy ra vấn đề cung cấp khí đốt khiến cho giá buôn bán tăng vọt từ đó mà các công ty năng lượng đẩy chi phí sang khách hàng khiến cho chi phí gia đình tăng cao chưa từng thấy Ngoài chi phí năng lượng thì các hộ gia đình cũng phải chịu tăng giá dầu và tăng giá thực phẩm. Ngân hàng Trung ương cảnh báo vì tăng trưởng kinh tế của Anh đã bắt đầu chậm lại và đồng thời cho biết thêm đợt tăng giá khí đốt mới nhất đã làm chuyển phòng của Anh quốc và phần còn lại của châu Âu xấu đi đáng kể. Lần tăng lãi suất gần đây là lần tăng thứ 6 liên tiếp khi mà ngân hàng chiến đấu để giảm lạm phát xuống mục tiêu 2% tăng lãi suất là một cách cố gắng để kiềm hãm lạm phát vì nó làm tăng chi phí đi vay, khiến mọi người vay mượn và chi tiêu ít hơn và khuyến khích tiết kiệm nhiều hơn. Thống đốc ngân hàng Andrew Bailey cho biết lạm phát tác động nhiều nhất tới những người ít khá giả nhất. Nhưng nếu chúng ta không hành động để lạm phát không thành gia dẳng thì hậu quả sẽ càng tệ hơn. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã công bố vài đợt tăng lãi suất lớn trong vài tháng qua, Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất 3 phần 4 điểm phần trăm trong tháng 6 và thêm lần nữa trong tháng 7, lên phạm vi từ 2,25% đến 2,5%. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng tăng lãi suất lần đầu tiên sau 11 năm, trong khi Brazil, Canada, Ấn Độ, Úc và Thụy Sĩ cũng làm điều tương tự. Hơn 150 chuyến bay của Việt Nam phải bay vòng vì Trung Quốc tập trận gần Đài Loan. Tính tới chiều ngày 4 tháng 8, có gần 160 chuyến bay quốc tế của hãng hàng không Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cuộc tập trận quân sự lớn chưa từng có của Trung Quốc xung quanh Đài Loan. Sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi thực hiện chuyến thăm đến hòn đảo tự trị, khiến cho Bắc Kinh nổi giận. Trong đó, thì hãng hàng không giá rẻ Vietjet có số chuyến bay bị ảnh hưởng nhiều nhất với 82 chuyến, kế đó là hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines với 75 chuyến, và Bamboo Airways với hai chuyến. Trong cùng ngày, 4 tháng 8, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thông qua các đơn vị cấp dưới, đã nhận được điện văn về thông tin bay do Trung Quốc phát hành, nói rằng nước này thiết lập 6 khu vực nguy hiểm tạm thời liên quan tới các vùng thông báo bay Đại Bắc, Thượng Hải, Manila trong thời gian hoạt động từ 4 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2022 cho tới 4 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2022 theo giờ quốc tế. Thông báo nói, tất cả các máy bay bị cấm bay vào khu vực trên, dự kiến ảnh hưởng tới các chuyến bay đi đến các khu vực Đông Bắc Á, bao gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Đến chiều ngày 4 tháng 8, thì Việt Nam Airlines thông báo thay đổi đường bay của 75 chuyến bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Mỹ để tránh các khu vực nguy hiểm ở eo biển Đài Loan việc điều chỉnh sẽ kéo dài thời gian bay và chúng tôi mong hành khách thông cảm cho sự thay đổi không mong muốn này. Hãng hàng không quốc tế Việt Nam Airlines lưu ý. Việt Nam Airlines cho biết sẽ tạm thời duy trì đường bay điều chỉnh đến ngày 7 tháng 8. Trong khi đó, thì hãng hàng không giá rẻ Vietjet cho biết hãng này dự kiến phải điều chỉnh hướng bay của 82 chuyến bay và một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền. Trong khi đó, thì hãng Bamboo Airways cũng cho biết Họ phải điều chỉnh phương án bay đối với các đường bay Việt Nam Đài Loan trong ngày 6 tháng 8 và dự kiến có hai chuyến bay bị ảnh hưởng. Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra tại 6 khu vực xung quanh đảo Đài Loan từ ngày 4 tháng 8 cho đến ngày 7 tháng 8 được mô tả là chưa từng có tiền lệ. Đây được xem là động thái nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan từ ngày 2 tháng 8 cho đến ngày 3 tháng 8. Đợt nắng nóng ở Paris cho thấy thành phố đang thiếu rất nhiều cây xanh. Đợt nắng nóng thứ ba thiêu đốt nước Pháp trong tuần này, nhiệt độ tỏa ra từ lớp nhựa đường bên ngoài nhà hát Opera Garnier ở Paris đã lên tới 56 độ C. Không có bóng râm nào trên đường bởi vì hầu như người ta không nhìn thấy cây xanh nào. Place de l'Opera là một trong vô số hòn đảo được gọi là đô thị nóng bức ở thủ đô nước Pháp, là nơi thiếu hẳn những cây xanh giúp hạ nhiệt thành phố thông qua bóng mát của cây và được có là tuyến phòng thủ quan trọng để chống lại biến đổi khí hậu cũng như là vào mùa hè thì ngày càng nóng bức. Paris đã có thứ hạng kém về độ phủ cây xanh trong số các thành phố trên toàn cầu theo số liệu của diễn đàn văn hóa các thành phố trên thế giới thì Paris chỉ có 10% diện tích là không gian cây xanh như là công viên và vườn so với London có 33% và Oslo có đến 68%. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Metro France cho biết, tháng trước là tháng nóng kỷ lục ở Pháp. Nhiệt độ khắc nghiệt đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp phòng thủ tự nhiên của thủ đô trước sự nóng lên toàn cầu. Tòa thị chính Paris muốn tạo ra những hòn đảo trong lành và hiện có kế hoạch trồng 170.000 cây xanh vào năm 2026. Tuy nhiên, tham vọng xanh của tòa thị chính đã gây ra một cuộc phản đối. Chuyên gia quy hoạch đô thị và các nhà vận động sinh thái khác cho biết chính quyền địa phương đã chặt hạ nhiều cây cổ thụ hàng chục năm tuổi để nhường chỗ cho các công viên. Thủy thủ 62 tuổi sống sót sau 16 giờ bị mắc kẹt trong chiếc thuyền bị lật ở Đại Tây Dương. Một thủy thủ 62 tuổi người Pháp đã được giải cứu sau khi ông ta đã bị mắc kẹt dưới thuyền suốt 16 giờ qua đêm ở Đại Tây Dương lạnh giá, lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha, đơn vị đã giải cứu ông cho biết. Người thủy thủ chưa được xác định danh tính đã gửi tín hiệu báo nạn vào khoảng 8 giờ 30 tối thứ hai giờ địa phương, kể từ khi tàu son Solo Sailor dài 12 mét của ông bị chìm dần. Dữ liệu theo dõi cho thấy, ông đã khởi hành từ Lisbon, Bồ Đào Nha vào sáng Chủ nhật và đã đi được khoảng 23 km từ quần đảo Sisagas ngoài khơi vùng galicia tây bắc của tây ban nha thì gặp tai nạn với chiếc thuyền của mình ông phát hiện ra rằng một bong bóng khí đã bị mắc kẹt dưới thuyền của mình và chờ đợi sự giúp đỡ sau khi nhận được tín hiệu báo nạn lực lượng bảo vệ bờ biển tây ban nha đã triển khai một tàu cứu hộ với năm thợ lặn và ba máy bay trực thăng để tìm kiếm người đàn ông mất tích một trong những chiếc trực thăng đã phát hiện ra chiếc thuyền bị lật trên dòng nước chảy xiết ngay khi mặt trời lặn một đoạn video do lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha chia sẻ cho thấy, một thành viên của đội cứu hộ đã đi xuống chiếc thuyền bị lật và đập vào thân tàu để xem thủy thủ còn sống hay không. Rất may là thủy thủ người Pháp vẫn phản ứng kịp và ông đã đập vào thân tàu từ bên trong để người cứu hộ biết ông đang ở đó. Vào khoảng 12 giờ đêm theo giờ địa phương vào hôm thứ ba, các thợ lặn đã có thể đưa thủy thủ ra khỏi chiếc thuyền bị lật của ông hai thợ lặn bơi dưới thuyền và tìm thấy người thủy thủ mặc bộ đồ sinh tồn bằng cao su tổng hợp và ngập trong dòng nước đã chạm tới đầu gối. Trước thêm hội nghị Bộ trưởng ASEAN tại Campuchia tuần này, Hiệp hội các nước Đông Nam Á tuyên bố ông Cao Kim Hong sẽ nhậm chức tổng thư ký của tổ chức này từ năm 2023. Hiện là Bộ trưởng trực thuộc Văn phòng Phủ Thủ tướng của Campuchia, ông Cao Kim Hong, có học vấn bằng cấp tại Hoa Kỳ nơi ông từng là người tị nạn. Trong các chức vụ khác nhau ở Campuchia, ông đã làm quốc vụ Khanh, Bộ trưởng, Cố vấn của Thủ tướng về các vấn đề đối ngoại và về ASEAN. Bắt đầu nhiệm kỳ từ 2023, ông Cao Kim Hân sẽ là công dân Campuchia đầu tiên làm tổng thư ký ASEAN kể từ khi nước này gia nhập tổ chức khu vực năm 1999. Ông có bằng tiến sĩ Đại học Hawaii, Manoa, Hoa Kỳ theo các trang về tiểu sử chính thức là nhà ngoại giao, nhà giáo và chuyên gia về lịch sử châu Á. Ông đã đăng các bài trên tạp chí chuyên ngành và các báo cáo tiếng Anh về khu vực. Trong số các bài viết của ông, tiến sĩ Cao Kim Hân đánh giá quá trình của Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN, từ không liên kết đến can dự. Sinh năm 1996 ở Khao Sotin, Campuchia, trong gia đình có cha là giáo viên, nghề nghiệp bị đàn áp thời Khmer Đỏ, Cao Kim Hơn cùng cha mẹ chạy tới sống ở trại tị nạn vùng biên giới Thái Lan. Là nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ theo chủ nghĩa cộng sản cực đoan kiểu Mao, ông Cao Kim Hân sang Hoa Kỳ tị nạn và học đại học ở Ohio. Năm 1993, ông từ Mỹ trở về Campuchia Ông Cao Kim Hân từng bình luận về chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn sang thăm Nông Penh và vai trò của Asian trong việc giải quyết khủng hoảng Myanmar, theo Khmer Times tháng 2 năm 2022. Mới đây nhất về việc nhiều quốc gia lo lắng Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự ở Campuchia. Trả lời phỏng vấn kênh France 24, ông Hơn khẳng định rằng không có căn cứ quân sự nào của Trung Quốc được thành lập ở Campuchia, đồng thời cho rằng Trung Quốc không chi phối nền kinh tế nước này dù sở hữu phần lớn nợ. Khi được hỏi về cuộc xung đột ở Myanmar, ông Cao Kim Hân nhấn mạnh sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn đối với tất cả các bên hiện nay. Vẫn nói là hộ chiếu mới đúng chuẩn, Bộ Công an Việt Nam sẽ bổ sung một nơi sinh. Trước sự việc, một số quốc gia châu Âu dừng cấp thị thực cho công dân Việt Nam đang sử dụng mẫu hộ chiếu mới vì thiếu một nơi sinh. Bộ Công an Việt Nam cho biết, bộ này sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để nghiên cứu các điều luật và quy định để bổ sung thêm thông tin này cho mẫu hộ chiếu mới. Trả lời với báo chí trong một cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ Việt Nam vào chiều ngày 3 tháng 8, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an, tiếp tục khẳng định hộ chiếu mới của Việt Nam tuân thủ đúng luật của Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện tiêu chuẩn của cơ quan hàng không dân dụng quốc tế gọi tắt là ICAO đại diện của Bộ Công an nói. Hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay đều công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, chỉ có một số nước là nước Tây Ban Nha xét tạm thời chưa công nhận hộ chiếu này do vướng mắc một số yếu tố mang tính chất kỹ thuật. Cái này một tuần, hôm 27 tháng 7 Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đã thông báo không công nhận hộ chiếu mới màu xanh tím thang của Việt Nam, được cấp bắt đầu từ đầu tháng 7 năm nay và giải thích lý do là vì hộ chiếu thiếu thông tin nơi sinh, khiến phía Đức không thể xác định rõ ràng người mang hộ chiếu vì có nhiều trường hợp trùng họ. Sau đó thì vào ngày 1 tháng 8 và ngày 2 tháng 8, Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc lần lượt đã thông báo dừng cấp thị thực cho công dân Việt Nam vì lý do tương tự. Trong đó thì đại sứ quán Séc tại Việt Nam đã giải thích rõ ràng hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số của ICAO. Trong khi đó, thì Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam cũng giải thích thêm rằng hộ chiếu mẫu mới không thể hiện thông tin nơi sinh của người mang. Đây là thông tin quan trọng để xác định danh tánh cá nhân và cũng là thông tin bắt buộc để xử lý đơn sinh thị thực vào các nước thuộc khối Schengen. Tại cuộc họp báo vào ngày 3 tháng 8, trung tướng tô ân sô cho biết bộ công an và bộ ngoại giao đang phối hợp với nhau cùng với các đối tác để xử lý vấn đề mang tính kỹ thuật trước mắt là để tạo điều kiện thuận lợi bộ công an quyết định sẽ ghi bổ sung nơi sinh ở phần ghi chú trong hồ chứa mới theo trang tin chính thức của chính phủ việt nam cho biết nếu cần thiết thì các công dân có thể đến cục xuất cảnh cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài ghi bổ sung thông tin nơi sinh đấy là biện pháp giải quyết trước mắt trang tin này cho biết thêm. Đại diện của Bộ Công an cho biết, Bộ này sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu các điều luật, các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề hộ chiếu để có thể bổ sung thêm một nơi sinh trong phần nhân thân của hộ chiếu mới. Trước đó, trong ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam đã yêu cầu Bộ Công an phải tìm giải pháp xử lý vấn đề hộ chiếu, tránh tác động tiêu cực trong thời gian đất nước mở cửa trở lại, phục hồi kinh tế và xã hội. Sau đây là cập nhật nhanh về giá đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. Mở phiên giao dịch của ngày hôm nay, một Canada bằng 0,7780 đô la Mỹ và bằng 0,7613 đồng euro. Một Canada thì bằng 18.088 đồng Việt Nam. Một đô la Mỹ bằng 23.277 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI giảm xuống mức 88,54 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent cũng giảm xuống mức 93,60 đô la Mỹ một thùng còn giá vàng là 1.790,90 đô la Mỹ một ounce. Và đó là một số tin tức tại Canada và trên thế giới. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.